chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Cảm ơn IT đã cho bài nhạc rất là hay và cảm ơn cái bài giới thiệu rất là hay của cháu Trâm Trần. Cháu hiểu rất rõ về cô. Thank you so much. Con rất là ngưỡng mộ lên, con phải tìm hiểu rất là nhiều. Trời ơi, thế thì cô không cần nói thêm về mình nữa các bạn nhá. Cô xin cảm ơn thành thật, học hỏi rất nhiều từ Huyền Lê. Cái bài nói chuyện của cô hôm nay nó cũng liên hệ tới cái bài nói chuyện của Huyền Lê, là cái vấn đề trong cái điểm là muốn thay đổi. Rồi bài nói chuyện của cô cũng có liên hệ tới cái bài nói chuyện của Thi Trần là yêu bản thân để mà trở thành chuyên nghiệp. Và nó cũng liên hệ đến cái phần của Kim Thủy là không sợ hãi nhá, và cũng có liên hệ tới cái chuyện của Bika là không có gì khó, chỉ sợ mình không làm mà thôi. Thì cái bốn bài của các bạn trước, Kim Thủy cũng rất là hay ạ. Và tức là đừng còn cái cô gì nói là không có nóng giận đó, Big One. Vâng, là đừng có quyết định khi nóng giận, tức là mình mà thất bại hay là mình người ta nói cái gì chạm tự ái mình nóng giận mình bỏ cuộc, cái đó là mình mất hẳn một cái cơ hội để thay đổi đời của mình và cho gia đình mình các bạn. Thì năm cái bài của các bạn đó sẽ đưa đến cái câu chuyện hôm nay mà cô muốn chia sẻ cho các bạn, là nó kết thúc, nó liên hệ tới cái sự kết thúc của ngày hôm nay, là cái call for action của ngày hôm nay đó. Là cô đọc từ một quyển sách này là của cái ông trời quên tên của tác giả rồi mà lại không để lên đây. Thì cái ông này là ông là một cũng là kinh doanh như tụi mình, là kinh doanh tiếp thị, và ông đi theo cái luật của Khổng Tử, ông là người Mỹ nhá, mà ông đi theo cái luật của Khổng Tử để kinh doanh tiếp thị. Thành ra ông áp dụng những cái này nó cũng rất là hay, mà nó liên hệ tới người Á Châu của mình các bạn. Thì hôm nay cái tựa đề á là mình phải thay đổi cái bản ngã của mình. Bản ngã là cái tôi, tiếng Việt Nam gọi là bản ngã là cái tôi, còn tiếng Anh gọi là the ego đó các bạn. Không? Mình phải thay đổi cái tôi và cái bản ngã của mình nếu mình thật sự muốn trở thành chuyên nghiệp và thành công với cái kinh doanh này. Thì cái phần đầu đó nó sẽ có bốn cái giai đoạn mà mình cần phải thay đổi cái bản ngã của mình nhé, bỏ cái tôi của mình mà mình phải thay đổi để mình có thể tiếp tục sống còn trong kinh doanh này. Ok, thì cái giai đoạn một đó là tất cả mọi người đó đều phải trải qua bốn cái giai đoạn này, chúng ta tất cả đều phải trải qua để mà đi đến cái giai đoạn cuối cùng, là cái giai đoạn thứ bốn mà mình muốn nha các bạn. Thì thứ một á, là mình bắt đầu với kinh doanh này với cái sự thiếu hiểu biết. Mình đã không biết những gì mà mình không biết. Và đây là những cái gì mà được gọi là sự kém cỏi trong cái vô thức của mình. Đó, thì đây là cái giai đoạn cổ điển của cái sự thiếu hiểu thức. Rồi cái giai đoạn 2 của mình đã bắt đầu mình chuyển sang cái giai đoạn 2 sau khi mình làm cái kinh doanh này một thời gian. Mình mới... Cho cô xin lỗi cái computer tí. Rồi xong. Mình bắt đầu mình chuyển sang cái giai đoạn 2, tức là sau khi được huấn luyện một thời gian với nhóm GIVE chẳng hạn. Thì mình bắt đầu mình nhận thức ra rằng mình đã biết mình không biết một số điều. Và đây là cái được gọi là sự kém cỏi về ý thức. Và mình đã biết rằng mình không biết cách làm kinh doanh này về một cái gì đó mình đã không biết nha. Mình đã nhận ra cái gì mình không biết. Rồi từ từ mình chuyển sang giai đoạn 3 là mình bắt đầu mình thay đổi. Thì đây là khi mà mình biết rằng mình không biết và mình bắt đầu có cái ý thức. Chứ mình không còn vô thức nhờ giai đoạn 1 nữa các bạn. Và mình quyết định thay đổi. Thì đây là cái thứ được gọi là năng lực có ý thức các bạn nhá. Thì đây là cái giai đoạn khó khăn nhất. Thì tại vì đó nó là một cái công việc khó khăn xảy ra. Rồi mình bắt đầu thay đổi cái thói quen của mình nè. Rồi mình thay đổi những cái gì mà mình thường nghĩ nè. Và mình bắt đầu hình thành những cái mẫu suy nghĩ mới trong cái tâm trí của mình. Và đây là nơi mình biết mình phải làm gì. Và mình cần phải thay đổi. Và nhưng mà cái điều này cần một cái nỗ lực vì nó chưa có ăn sâu vô mình. Từ từ mình mới chuyển sang cái giai đoạn 4 của kinh doanh này. Thì lúc đó mình là master rồi. Thì nó gọi là cái giai đoạn thuần thục các bạn. Thì đây là một cái quá trình chuyển đổi hoàn tất. Thì đó là nơi như bây giờ An Nguyễn. Thì mình biết An Nguyễn bây giờ là thuộc loại master về cái này. Các bạn nhớ nhá. Thì đó là những cái nơi mà mọi thứ trở nên tự động đối với mình. Mình không còn cần nhiều cái sự chú ý hay là để mà mình có ý thức nữa nha. Mình đã cái ý thức nó tự nhiên rồi. Thì đó được gọi là năng lực mà vô thức các bạn nha. Thì bạn biết cách thực hiện và bạn không cần phải suy nghĩ vào khi mà mình đương đầu với bất cứ một cái trở ngại gì, hay là khi mà khách hàng mình nói những cái câu gì đập vào đầu mình là tự nhiên mình bộc ra một cách tự nhiên từ mồm mình, trong một cái năng lực vô thức, và mình xử lý được cái tình huống ngay tại chỗ các bạn. Thì cái đó là trên sân chơi của mình, là mình đã được master và mình đã thuần thục rồi các bạn. Thì mỗi khi mà
mình đối diện với một cái khoảnh khắc, cái tác động của cái bản thân anh hùng của mình tự động nó xuất hiện. Anh hùng tức là mình các bạn nghĩ tới cái chữ anh hùng ở đây có nghĩa là mình đối xử một cách như là một người hùng, tức là mình can đảm và quân tử, chứ mình không có hạ nhục khách hàng của mình. Cái ý anh hùng nó là ở đây là như vậy, mà mình không cần phải suy nghĩ, nó là cái tiềm thức của mình, nó là đi ra một cách, nó gọi là năng lực vô thức. Các bạn nhớ bốn cái chữ này, nó rất là mới mẻ đối với mình và rất là hay. Ok, thì đây là những cái danh, đây là những cái, bây giờ bắt đầu mình cho bạn cái danh sách mà các đặc điểm, và mình sẽ ghi chú những cái gì. Cái danh sách này khá dài, hình như là cả bốn, cả hai chục, chứ không phải bốn, hai chục cho tới ba chục cái từ mà mình đã sở hữu rồi. Và bây giờ mình sẽ nghe và mình sẽ viết xuống những cái gì mà mình chưa có. Thì mình thường thường mình có những cái trong này, những cái mình sở hữu rồi, và cộng với 5 với 10 cái mà mình chưa có, để tạo cho mình những cái đặc tính, những cái danh tính mà mình muốn sở hữu, để mình thay đổi cái bản ngã của mình thành một con người mới một tí, để mà mình có thể chuyên nghiệp trong kinh doanh này các bạn. Thì đây là mình bắt đầu mình đọc danh sách ha. Thì thứ nhất là thích ứng, ha, mạo hiểm, dễ mến. Tại vì nó hơi dài thành ra mình đi nước để các bạn không bị mất thời giờ nhá. Thích ứng, mạo hiểm, dễ mến, tham vọng. Làm kinh doanh này phải có tham vọng nha các bạn. Rồi hòa nhã, vui vẻ, hài hước, dũng cảm. Mình bị khuyết điểm là mình không có hài hước được, mình biết cái đó các bạn nhá. Thì mình biết cái khuyết điểm đó của mình rồi. Thì dũng cảm nè, rồi sáng sủa nè, tính toán, rộng rãi, bình tĩnh, cẩn thận, có duyên, nhân ái, có tính cách cạnh tranh, hoàn thành, luôn luôn hoàn thành những cái gì mà mình không được bỏ dở, tức là không có được bỏ cuộc đó. Rồi tự tin, tận tâm, hay có ý kiến, kiên định, có kiểm soát, tức là control cái tức là đừng có nóng nảy như cái câu chuyện của cái cô hồi nãy đó nha ha. Rồi dũng cảm nè, lịch sự, sáng tạo, quyết đoán, siêng năng, ngoại giao, tức là mình phải ngoại giao, tức là mình phải outgoing các bạn, đừng có rụt rè nhút nhát như là ngày xưa mình hay làm đó, mình cứ ngồi một góc và mình rất là nội tâm đó các bạn, thì cái đó là cái không tốt, mình không nên có. Thì nó ngược lại là ngoại giao đó các bạn. Có kỷ luật nè. Rồi kín đáo, năng động, dễ dãi, xúc động. Rồi có ý chí, nhiệt tình, trung thực, không sợ hãi, là nó hợp với một câu chuyện của cô hồi nãy ha. Bốc lửa, linh hoạt nè, rồi mạnh mẽ nè, thân thiện, vui tính, hiền lành, chăm chỉ, hữu ích, trung thực, có trí tưởng tượng, vô tư, độc lập, ham học hỏi, thông minh, trực quan, sáng tạo, tốt bụng, yêu thương, trung thành, mạnh mẽ, khiêm tốn, bí ẩn, lạc quan, có tổ chức, đam mê, kiên trì, tiên phong, tức là mình phải có khuynh hướng, mình đi tiên phong, chứ mình không có khuynh hướng đi theo nha các bạn. Rồi lịch sự, mạnh mẽ, thực tế, chủ động, nhanh nhẩu, có lý trí, đáng tin cậy, khéo léo, chân thành, hòa đồng, tinh thần thẳng thắn, mạnh mẽ, thông cảm, có hệ thống, chu đáo, gọn gàng, khéo léo, linh hoạt, nồng nhiệt, ấm áp, tức là lúc nào mình cũng phải ấm, tức là thân thiện với người xung quanh, cái đó là ấm áp, thiện chí và sẵn sàng, và đồng thời phải có tính dí dỏm, cái đó là cái mình cũng không có, mình biết. Ok các bạn, thì đó là một cái danh sách rất là dài mà cái vị tác giả này đặt xuống cho mình, để mà mình nhập từ 5 cho đến 10 thêm vô những cái gì mình đã sẵn có các bạn. Thì ông ấy, ông nói rằng, ông nói trên là, ở đây có cái tên của ông là, ông tên là Todd Herman. Thì sau khi mà bạn đã chọn 5 cho đến 10 điểm, cái tính cách để mà mình xác định cái bản ngã thay thế hoặc là cái danh tính mới của mình nhá, thì bạn sẽ thể hiện những cái phẩm chất đó như thế nào. Thì ông bắt đầu đưa ra cái cách áp dụng các bạn. Thí dụ nếu mình chọn mạnh mẽ, không? Để mà mình, thì mình mạnh mẽ là cái mà mình cần cho vô thêm với cái tính cách sẵn có của mình. Thì mình phải thể hiện như thế nào trong cái doanh nghiệp kinh doanh này để được làm mạnh mẽ? Thì người khác phải trông bạn như thế nào để nhận bạn là một người mạnh mẽ? Và bạn phải cảm thấy như thế nào để mà mình phản ứng mạnh mẽ? Thì bạn sẽ có những cái thái độ như thế nào về bản thân và về công việc kinh doanh này để khiến bạn trở nên mạnh mẽ? Thì bây giờ mình có những cái người ví dụ để mình tự nghĩ, để mình có thể tưởng tượng được các bạn. Thì sử dụng bất kỳ tất cả những cái câu hỏi mà tự nổi trong đầu mình đó, để làm cho cái phẩm chất cốt lõi của bản thân mà cái người thay thế mình đó, tức là cái người mà mình muốn thay thế cái người cũ của mình, nó gọi là bản thân người thay thế. Thì một cách khác để vượt qua cái bài tập này và thay đổi tư duy mạnh mẽ đó là trả lời những câu hỏi đó với tư cách như là, chẳng hạn như là Muhammad Ali, là cái người mà boxing đó các bạn. Rồi ông tổng thống Abraham Lincoln,
ha các bạn. Rồi Steve Jobs, cái ông này là thần tượng của mình, đại khái là như vậy ha. Thì rồi đại khái như còn các bạn cũng có thể nghĩ là Superman nè, trong những cái vai trò của movie nè. Rồi các bạn có thể nghĩ là Wonder Woman nè. Rồi các bạn có thể nghĩ là Đức Phật là một người mạnh mẽ, yes. Và Đức, tại vì bỏ hết những cung ngai vàng lộng lẫy mà để ra đi như vậy, ở trong rừng, ở bờ, mạnh mẽ chứ. Rồi một vị khác cũng mạnh mẽ là Đức Chúa Giê-xu. Ngay khi người ta đóng đinh trên cái tay của Ngài, mà Ngài còn phán được một câu rằng là xin Chúa hãy tha tội cho họ, vì họ đã không biết họ đang làm gì. Đó là những người có một tinh thần mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta các bạn. Thì mình tưởng tượng là như vậy ha. Thì để trả lời những cái câu hỏi và để có outer ego, tức là thay đổi cái bản ngã của mình á, nếu mình trả lời được những câu hỏi đó thì mình có thể giải phóng được cái khả năng sáng tạo, để mà mình có sáng tạo, có khả năng sáng tạo nhận thức và cái trí tưởng tượng ở một cấp độ mới các bạn nha. Tức là mình phải tự đặt mình vào những cái vai trò mà mình muốn thay đổi đó. Thì trong này đưa ra cái thí dụ là cái chữ mạnh mẽ, mà cái đó là cái mình cũng muốn thật sự các bạn, thành ra mình lấy cái thí dụ này các bạn nha. Thì bây giờ ổng đưa ra một thí dụ khác đó, là các bạn hãy nhớ là vận động viên vĩ đại của mọi thời đại tên là Bo Jackson, là cái người bên Mỹ này. Thì anh ta lấy cái Jason là mình thì mình lấy Steve Jobs, mình thì mình lấy Đức Phật, mình thì mình lấy Đức Chúa Giê-xu để mà mình đọc câu chuyện của những người đó, để học cái tính mạnh mẽ của những người đó nhá. Thì cái câu chuyện trong này đó là cái vận động viên mà lực sĩ Bo Jackson đó, thì ổng lấy cái người tên là Jason trong cái phim mà Friday the 13th đó. Thì tất cả những người khác ngạc nhiên là tại sao ổng lại điên rồ, nhưng mà ngoại trừ nếu mà mình biết rằng đó, ông này ổng là một cái người mà nóng tánh vô cùng tận, thành ra ổng đã nhận ra cái vai trò của cái ông Jason trong cái Friday the 13th đó, là cái người này là một người không có cảm xúc và không ngừng nghỉ khi mà ổng hành động. Thành ra nhờ như vậy mà Bo Jackson nổi tiếng và luôn luôn thắng cuộc trên cái chính trường các bạn. Thì mình xin ngừng tại đây để mà kêu gọi các bạn là hãy thay đổi cái bản ngã của mình, và cho bằng để được thay đổi thì mình phải master cái gì mình làm, tức là mình phải thuần thục và mình trở thành chuyên nghiệp, như là cái bài nói chuyện hồi nãy của một cô nào đó ha, mình quên tên, có biết xuống đây thì là ý là như vậy, để mà mình thành công trong cái kinh doanh này. Và xin chào, xin cảm ơn ạ. Rất cảm ơn cái sự chia sẻ rất là giá trị của cô Hana hôm nay luôn. Em con học được rất là nhiều. Cảm ơn cô đã tham gia câu lạc bộ đọc sách của tụi con hôm nay. Trâm xin cảm ơn tất cả ai.